Chiều dài đoạn đường chỉ khoảng 5 km. Tuy nhiên, để đi từ quốc lộ 1B đến được Ủy ban Nhân dân xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, phải mất tới hơn 30 phút di chuyển bằng ô tô. Nguyên nhân là do tuyến đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn về đi lại, mà còn khiến mục tiêu phát triển kinh tế của người dân vùng cao nơi đây càng thêm khó. Giao thông mà nó thông suốt mà đi lại dễ dàng, chắc chắn các cái sản phẩm ở miền núi chúng tôi ấy, giá cả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà người ta cũng muốn vào đây mua lắm, nhưng do cái đoạn đường rất là ngại, họ không vào, cho vậy họ cứ dèm giá, buộc là người dân ấy ở đây là có lúc là làm ra nên là không bán được. Thực tế, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã diễn ra hàng chục năm nay. Người dân nơi đây thì đã quá quen với những đoàn xe tải trọng lớn, nối dài, vận chuyển đá, khoáng sản, hàng ngày lưu thông trên tuyến đường như thế này. Và đây là cách đối phó của đoàn xe nếu như xuất hiện sự có mặt của lực lượng chức năng. Đường ở đây nó rất chi là bụi và sóc. Nhiều khi đưa con đi học buổi sáng ra mà đưa con đi học còn thấy vất vả. Tôi lên bảo quán ở đây thì rất ảnh hưởng vì là bụi. Ngồi sửa xe rồi không làm được, quá bụi. Lâu lâu thì đường nó hầm hố, ổ gà, ổ trâu thì lại san lấp một tí. Xong lại được vài hôm nó lại hỏng hết mà. Được biết, đây là tuyến đường chính phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân các xã Quang Sơn, Tân Long, Hòa Bình và Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Hiện nay, nhiều vị trí của tuyến đường đã xuống cấp, sụt lún, bong chóc, tạo thành những hố, ổ trâu, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Mong muốn là Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các cái cấp thẩm quyền chức năng sớm làm cho bà con một con đường ở ngoài cây số 12 vào đây đi lên Văn Lăng ấy, là một con đường là có thể bằng bê tông để bà con đi lại cho nó thuận lợi. Từ giờ chúng tôi sẽ đến Tết chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc và triệt để về cái vấn đề coi như là xử lý xe quá tải cũng như là các hành vi vi phạm liên quan đến là nguyên nhân chính đến tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài cái việc mà chúng tôi tuần tra kiểm soát xử lý thì chúng tôi thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền để chủ mỏ ký cam kết. Và cũng từ đấy chúng tôi cũng gặp gỡ và tuyên truyền cho từng lái xe để làm sao mà chúng ta khi xếp hàng hóa là chúng ta xếp theo đúng tải, theo quy định. Để trốn tránh xử lý, hàng loạt ô tô chở đá đã dừng hoạt động, mặc dù hàng hóa đã được xếp đầy thùng xe. Được biết, do lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 giờ nên nhiều xe đã quay lại các mỏ khai thác đá để đổ lại hàng trên xe. Tuy nhiên, cũng cần kết hợp nhiều biện pháp để xử lý dứt điểm việc vi phạm về tải trọng, gây hư hỏng đường giao thông mà vẫn đảm bảo phát triển kinh tế.